Xin mời 3, 2, 1. Go. Nào. Nào, hai chị em yêu nhau nào. Hai chị em yêu nhau nào, cái gì vậy? Ok. Chờ tới mai hả? Rưới nước sốt từng cánh này lên những con sầu huyết mộng thịt. Thần Linh ơi, anh quay phim ảnh đang kìm dữ lắm luôn, máy mới không bị rung đó. Thôi, ngồi chừng cưới cửa kìa. Ui dồi ôi. Trời ơi. Chưa được ăn bao ngư bao giờ luôn đấy. Chưa. Sao chú? Vô ngay. Ngay, cái đó có chắc. Con này nó có ở gần tôi nhất đấy. Con mèo. Con mèo. À, mọi người cứ tập trung ăn mấy con đấy nhá. Mấy con này mọi người đừng để ý ra đây nhá. Nghệ sĩ có làm từ chồng ạ. Giờ chơi 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 nè. Yeah. Ôi, đi chơi chơi nào. Mình đi chợ mua gì mà không phải trả tiền? Mua cái gì mà không phải trả tiền? Mua gì không phải trả tiền? Khó nhỉ. Trong thời gian các bạn suy nghĩ thì tôi ăn sầu huyết. Sầu huyết. Dễ quá. Bên này biết rồi nha, bên này biết rồi nha. Bọn em được trả lời hộ mà. Phải gợi ý chứ, phải gợi ý thôi. Trả lời đi nào. Ô. Sầu huyết ngọt cực kỳ luôn. Còn hết hồn luôn á. Trời, bên kia suy nghĩ tiếp nha. Năm nay ngoại nhiêu rồi? Ngày ngoại 83. Ồ, 83 tuổi mà vẫn đi bán hàng. Khủng khiếp, vỗ tay, sức khỏe phi thường. Đây, con gửi ngoại một cái món quà từ chương trình Thi Đường Ẩm Thực, để mình gọi là kỷ niệm với chương trình nha ngoại. Rồi sau đó ngoại có thể nào cho tụi con mỗi đứa một chén được không? Được.